Rồi bây giờ là chào cả nhà nha. Nói đi tôi chào cả nhà, chào cả nhà nha. Trời ơi chào cả nhà, cả nhà ơi. Xong cái chiến cho cơm từ thiện. Với từ thiện từ thiện. Rồi bây giờ chúng em bắt đầu. Rồi bây giờ sao ok. Tôi cô giáo hay bà giáo học sinh đó. Giáo là tôi nữ học sinh má. Bà cô giáo Thảo. Bà nghĩ sao mà hồi sáng mà bà nghĩ sao mà tôi hỏi bà giờ xong xuôi hết rồi. Cho từ từ thiện xong sáng thì đô bu tôi chưa hỏi bà. Hỏi gì bà? Gì đi hỏi, gì đi hỏi chứ. Bà quên thắc mắc nữa sao cho cơm. Tại sao mà bà bận cái đầm đó là bà nghĩ như thế nào mà bà suy nghĩ sao mà bà bận cái đầm đó? Chị vì tại vì nhà mẹ chị rất là hãnh diện khi chị đi làm con gái. Chứ tôi hỏi em ký con tư, ký con tiền em dâu bà, tôi ở đứa nào nó cũng sợ, đừng có nó bắt cỡ đó. Nó sợ là nó giỡn má. Thì sao cỡ nó hãnh diện. Nó còn mua đầm nữa đầm cho tôi bạn ấy nó mặc. Giờ bà nhìn vô kiếm nè, nhìn vô kiếm đi. Quá đẹp. Giờ thấy cái mặt bà không? Xuất sắc. Nè. Ghê quá nhiều. Bà nhìn vô kiếm mà còn giật mình. Thôi mấy người đi. Mà bà nghĩ sao mà bà nói đẹp? Đẹp chỗ nào? Đẹp má, mà như cái đào vậy. Nè, bà quay qua coi nè. Ờ. Chỗ này nè. Cái đầu nào hai ba ngấn nè. Hai ba ngấn nè. Má tại vì má đó. Má mập. Má cho ăn quá trời mập đó. Cho bà ăn rồi. Bây giờ lên 7kg. Tại ai? Bây giờ là 71, 71. Bây giờ bà ăn 7kg bà lên bà mập 7kg. Mai mốt bà giảm cân xuống bà còn cỡ ổn điện trong cái hũ cả 700 gram cố quá hả? Ừ. Trời bị mừng quá trời với má. Thì bây giờ lên 7 kg giả nha. Bị bà giảm được còn có 700 gram là được ok nha. Anh em ơi. Thôi, mét 3 mét 72 mà 71. Mà bà nghĩ sao mà người ta làm từ thiện, người ta cho cơm, người ta lu bu, tôi lu bu tôi không thấy sửa sạn gì hết trơn. Mà nghĩ sao mà tôi kiếm bà quá trời mà vô hai cái đầm ra. Ăn guốc rồi đó. Bà ăn guốc nữa là bà che dù nữa là bà thấy bà giống cái gì không? Giống gái. Tôi thấy bà có giống gái. Không, má chứ là giống tiên nữ thấy đào. Không, tôi thấy bà giống gái. Giống gì má? Thấy bà giống bà Phủ bà Nguyễn á. Trời. Đi ra đi khắp Tiền Nông á. Không phải gì giờ chị muốn lạ người ta chứ phải làm gì. Tôi thấy bà bây giờ nhìn bà thấy lạ rồi. Bà chị cho phải tự tin. Nè, giờ hỏi mọi người nè, đoàn dây nè. Đó, mọi người mà. Mọi người thấy vậy nè. Rồi mọi người thấy là lạ không? Chứ không đẹp trời chứ không. Rồi má guốc nữa, đâu guốc đâu rồi. Trời ơi, guốc mua mười mấy triệu đó má, cái đầm mua mười mấy triệu đó ít đâu anh trời. Trời ơi. Nó phải là đẹp đẹp chứ. Đâu guốc với cái đầm là mua ở Cầm Mé Liêu Phình đó mấy má. Trời ơi. Cầm Mé Liêu Phình. Ờ thử coi mua thử đăng thử coi có cái đầm thứ hai không? Không bao giờ. Trời ơi. Em mua ở Cầm Mé Liêu Phình đó mấy chị. Ừ. Rồi bây giờ á làm từ thiện á. Ờ. Xong xuôi lợi nhiều. Lợi nhiều. Lợi được 60 triệu. Ủa tôi vậy? Ủa tôi vậy? Bảy má. Lợi nhiều. 60 triệu. Chia đi. Không. Sao vậy? Ăn hết. Hai chị em đứa ba nữa đi. Chị mệt bà uống trước 3 giờ khuya chị thức. Mà ghê ăn quá chồng tôi thức 3 giờ khuya thì có. Ai đó? Bà chồng bà thức 90 giờ thức 3. Bây giờ là bà lại 60 triệu rồi phải chia làm 3. Đúng rồi người. Ai nữa? Chồng tôi phần nữa chi. Thu. Chị lại 60 triệu đưa chồng chị hết rồi. Thôi thôi cho bà lấy hết đi. Điện công an có mời mình mà đi à. Nè bà nói bà lại 60 triệu đúng không? Chia đi. Bà nuốt mình đúng không? Thôi chia đi. Bắt đầu sao kê nè. Chia là 4. Sao kê mà lòi cái tiền ra là tôi đưa này lên chính quyền. Đúng rồi, có bằng. Bốn đưa lên mạng. Vi phạm vào đó. Hãy bây giờ bà. Tôi hỏi bà về cái vấn đề là bà làm từ thiện bà lời bao nhiêu? Là tôi chủ yếu là tôi nói cái vụ sao kê này bữa nay nè. Trời con nói chơi má ơi. Bà lời 60 triệu. 3 triệu là bà phải chia là 3 phần, tôi một phần, chồng tôi một phần. Hôm nay nói chơi. Rồi chia là 3 phần. Chia là 3 phần. 60 triệu thì 6 năm 3 phần là người 2 năm đó mày đi đi. Anh không có đi đâu á. Thôi tôi lấy đâu. Nó nói chơi chứ bụi. Giờ bây giờ bắt đầu. Bây giờ bắt đầu. Em sao kê ra là bắt đầu á là em báo công an bắt con già này. Là vi phạm rồi. Chở má không có ăn chặn dẹp đó má. Không, tôi không đâu nó bạn chặn. Nói giờ ở đây là không ai nói tới chữ ăn chặn. Ôi không, không có lời. Tôi hỏi bà là từ thiện là bà lời bao nhiêu? 60 triệu. Đó, chính miệng bà nói. Chính miệng bà nói nè. Tôi qua đây. Chính miệng bà nói. Anh thù đâu có đâu. Nãy giờ mọi người. Nè mọi người thấy em có nói cái gì mà ăn lời không? Vô đổng em. Nói em nói gì ăn lời không đúng không mọi người? Không có. Làm từ thiện lời bao nhiêu? 60. 60 gì? 60 triệu. Đó tự mà nói. Tự cái miệng mà. Còn là vô khổng mè nè mấy chị. Đó, ta vô khổng mè nào? Nhìn vô màn hình đó. Chỉ vô màn hình. Mình. Chỉ vô tờ giấy. Vậy. Ôi. Tôi. Trần Minh Tấn. Làm từ thiện. Lời bao nhiêu? 60 triệu. Đó. Đúng rồi chúng ta liền. Dọn ngược. Lời bao nhiêu? 60. Tôi tên gì? Trần Minh Tấn. Ê. Trời ơi chú. Tự là gì? Ý gì? Là gì? Hai. Từ đế phương của chị. Làm từ thiện là bao nhiêu? 60. Đó, dỗ ngược. Có ăn.
có lời 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 phải làm làm lên không lời không làm không má không có trời ơi má sao ghê có 13 triệu rồi nó sắp chuyện mà nổi người ta lương đến 13 triệu hả bây giờ đó là lời trước mắt là tôi không lấy 60 triệu tôi không lấy lời hết mà tôi thấy hai chị em mình bù vô đứa cả triệu bạc rồi đó gỗ đá ờ đây đó bắt đầu rồi nãy giờ là nghiệp không có hai chơi cho mọi người chứ làm từ thiện cho vui cho vui cho mọi người coi clip mọi người không có bị chán đúng không đúng rồi chứ giờ tự nhiên lên sao kê ra nó bị chán quá đúng rồi bây giờ là tôi chuẩn bị là phải làm mày làm kia cho nó vui xíu tôi mới điện hỏi luật sư rồi tại vì luật sư nó là lập vi bằng đó là cái phần lời 60 triệu đó là người ta sẽ quy ra mất khoảng 2 bộ luật hình sự từ 3 tới 7 năm và khung 6 năm á 60 triệu có triệu bạc không nếu mà bà khắc phục nếu mà bây giờ nếu mà khắc phục hậu quả 600 triệu bà móc tiền ra bà để tiền ra đây ối ra là mình đưa mình muốn lấy mấy cộng gì bước cho bây giờ bấm sẵn ra lấy tiền lấy tiền bấm nút bấm mấy bấm sáu là 16 là ngày 16 là ngày sinh của bà không phải luôn không phải má ơi không phải không có mấy gì sao đem làm là 23 mấy chị ơi ngày quen ổng vậy là bà sinh bà sinh nhật trùng ngày với chị Hương gì hả ừ chị Hương thiệt gì hả chị Hương 24/3 23 là trùng má cái mình tháng ba chém mém chém mém thì chị Hương bà 23 chị Hương 24 đó vậy là chị Hương là giả đặc biệt còn chị là giả ngủi là có nghĩa là chị Hương sinh nhật chị sinh nhật khỏe rồi đó mong tần em á mày 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 đúng rồi mày ủa đẻ tôi bày bạn đi đêm hôm chó đẻ bây giờ đó là nó nói đúng rồi quá nó hay đúng lên đúng rồi nó đúng ba ơi tháng bảy bà xu ba thì ngày 23 tháng 3 là ngày tưởng niệm trời ơi đừng ơi xu chị có sợ chết không sợ sao không em không sợ sợ tiền của đi ai sợ chủ đừng đi ai luôn cắn lưỡi trời ơi lưỡi ra cắn thôi công báo số tiền mà mấy ngày nay có Mạnh Thường Quân gửi cho nhóm mình hỗ trợ với mình để giao duyên bà con hỗ trợ đó thôi rồi bây giờ đưa mấy hai đọc đi nãy giờ là không đi đọc đi nó khang nó khang tiếng này anh nói thiệt em ơi chứ anh làm nhục bà hai thì anh cũng làm nhục phải thôi rồi chữ đâu đã tôi dặn rồi tôi nói hoài nếu mà tôi nói bắt em chữ bà hai bà không biết chữ mà anh kêu bà đâu hoài trời ơi tuổi hả tuổi hả trời chị hả chữ hả em đang chọc chi chị chữ với bà nghe á vừa nhăn nha nãy trời không có bà chữ lộn á thì bà không thua ai hết đúng nhưng mà bà học thằng này nó ác với chị tôi em không biết chữ chị không biết chữ mà nó bắt nghe mà thấy cái gương ác nó không chị nó không có nói người toàn những la làng chị thấy áo gì xem lưng chị nó kịp lột áo luôn lột áo luôn nè nó kêu chị đọc em sợ nó làm nhục chị mới làm nó trước thì chị nói đi đó thôi để em đọc cho chị Duy Khai lên chị biết chữ luôn à tài nhắn gì không chị sợ tôi không biết chữ tôi biết chữ nè tôi chỉ lộn xuất sắc chữ sao đội mấy chạy lên 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 má hai với lại vợ chồng em là cũng ròng rã bữa trước là cho cơm tận thiện phụ người ta hôm qua là cũng bữa nay là của mình bây giờ em nãy giờ giỡn nhiều rồi bây giờ em xin phép đọc tên đó, cũng như là em liệt kê ra những cái người Mạnh Thường Quân nào ủng hộ đó cái tờ giấy này cũng giống như là cái tờ giấy sao kê cho mọi người tại vì ai chuyển vô nhiêu gì hết người dễ dễ bùa dễ đẹp lắm người ta có ngăn lắm đàn má ơi má phun vô phun vô phun phun rồi
tiền từ thiện á, mà ai cho nhiêu mình ghi gan dày thì nó thay thế cho cái tiền sao kê rồi. Mà đọc lên và nuốt đường nào. Còn bây giờ hãy bà ra ngân hàng mà sao kê đi. Thì 13 triệu 500 thì tiền giấy mực á 14 triệu. Hiểu không? Ừ. Chị ghi đi đỡ tiền. Rồi đừng giỡn này để đọc rõ ràng. Rồi bây giờ em đọc nè. Chị Dâm Thảo, bạn của má hai. Ừ. 1 triệu. Bây giờ em đọc tên lên ai bạn chị thì chị nói bạn chị. Giơ tay lên nha. Giơ tay lên. Lâm Minh Khang. Con gái má hai. Giơ một tay thôi. Đừng giỡn trang đi. Rồi. Minh Trí, em trai má hai 50. Dạ, đặc biệt ghi chú. Anh Minh Trí có giờ nhắn gửi với má hai là như vậy. Của cho không bằng cách cho. Tuy là Trí nghèo nhưng Trí cũng có tấm lòng. Gửi đến mọi người. Tấn đừng chê, Chí buồn Tấn. Đó. Ờ đó. Tấn đừng chê, Chí buồn Tấn. Tấn là má hai, Chí là em bạn. Cái này là nó chữ chị hay là nó nói văn? Nó nói văn. Nó chữ chị quá. Quá. Nó nói là Tấn chứ Tấn đừng chê, Chí buồn Tấn. Có nghĩa là nó nói trên đầu bà đó. Đó. Là bà chê. Không, nó nói trên đầu bà, nói trên tóc chị. Ừ. Đúng rồi. Nó trên tóc em ở cả nhà thấy không? Tấn đừng chê, Chí buồn Tấn. Tóc em không đó. Ừ. Giờ bây giờ là má Nhung. Đúng rồi. Là bên của má hai là 1 triệu. Bích Dân 500. Hữu Nguyễn 200. Khải Phan 500. Gái em luôn. Siêu Rẻ Ngọc Phát 500. Thị Nga mẹ của Khang 200. Thiên Trang con trai má hai 100. Tư Quyền 500. Lín 500. Cái trên này. Ở đây 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 đây. Hoàng mẹ chồng của em Hằng Ngọc Hằng 1 triệu. Hằng Ngọc Hằng 1 triệu, mẹ chồng của em ở đây. Minh Thư 700. Mẹ Tư 300. Kim Quyền 500. Chị Đào Tina khách của Mỹ Nương 500. Chị Mimi Lương khách của Mỹ Nương ở bên Mỹ 100 USD. Quy ra tiền Việt Nam là 2 triệu 500. Lẻ mấy chục ngàn. Khang, chị Khang Lê khách của Mỹ Nương 500. Đó là còn cái tên nữa. Đây Trang Nguyễn. Trang Nguyễn 300. Là tổng số tiền mà tụi em nhận được là 11 triệu, 13 triệu. Ở 13 triệu nè, bà ghi đi 11 triệu có gèo. 13 triệu 120 ngàn. Đó là tổng số tiền mọi người ủng hộ. Tổng số tiền mọi người ủng hộ, cái tiền mà chi ra đó. Tất cả số tiền mà chi ra mọi người ủng hộ là được 11 triệu 850 ngàn. Thì cái tiền phát sinh thêm là tổng cộng là 13 triệu 120 ngàn. Là cái phần đó má hai với lại Mỹ Nương là cứ đôi. Tại vì Mỹ Nương có nói với má hai là cứ làm cứ cho, thiếu bao nhiêu chị em mình bù. Thì má hai có nói là cái số tiền là được 10 mấy triệu. Thì Mỹ Nương ước tính, có nghĩa là bù là không phải là bù nhiều. Nói chung là Mỹ Nương cũng đi làm kiếm tiền, má hai cũng làm kiếm tiền. Thì Mỹ Nương cũng ước tính là Mỹ Nương có nói là chị ơi em nghĩ chắc bù chừng 500 1 triệu, cao lắm là 2 triệu là hết tay. Chị cứ cho thoải mái. Thoải mái luôn. Rồi ai cho thoải mái cho em đi. Thiếu hụt 1-2 triệu chị em mình dạng trang tay nhau. Thì là chị hai chị em á là bù vô là 1 triệu mấy ha. Chị mấy chị hai. Là nó mới thành 13 triệu 120 ngàn. Đúng rồi, đúng lúc rồi. Lúc đầu là nó 11 triệu 850 ngàn thôi. Đó. Rồi á là cái số tiền là 11 triệu 850 ngàn là Mỹ Nương với má hai bù vô là thành 13 triệu 120 ngàn. Mỹ Nương chị giống như đồng ngủ. Là cái khoản tiền đó là khoản tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ và cộng luôn cái tiền phát sinh. Còn bây giờ nè là cái tiền chi ra bao nhiêu là Mỹ Nương sẽ đọc lên cho mọi người nghe nha. Bắp cải thảo để nấu canh á là 750 ngàn. Củ cải đỏ 150. Đậu bắp 208. Đồ nấu 750. Mũ ly hộp 800. Củ hành xả ớt 120. Tiền cơm là cọc cơm 7. Thì cọc 500 với lại 1 triệu 2 là 1 triệu 7. Mua thêm gia vị nấu 2 triệu 4 50. Mua thêm hộp bọc 1 triệu là 4 triệu 620 ngàn. 500 ngàn là tặng thêm cho những người tới. Nhưng là sao không xin cơm. Phát gạo, xin gạo thêm. Hết cơm là cho ta gạo là một người bọc 5kg là phát sinh thêm cái phần đó. Tổng cộng các số tiền đã chi ra
là 13 triệu mấy, là 13 triệu 120 ngàn. Nhưng mà cái số tiền mọi người ủng hộ về tụi em là 11 triệu 850 ngàn. Đây tụi em làm tụi em làm là có sách bách, có chứng đàng hoàng đó. Đây là tiền tụi em nhận được. Đúng rồi. Số tiền tụi em tổng chi ra là 13 triệu 120 ngàn nha. Đó đầy đủ nha mọi người. Tụi em là có mắt, nó có sách, cái phần 4 triệu mấy này em đọc quá, là phần đó là phần tiền gà. Phần tiền mình mua gà đó hay. Rồi tất cả các số tiền này là xong xuôi hết, là em đã đọc rồi cho mọi người nghe. Là ở đây là chưa có tính tiền mà phát sinh thêm cho thợ nấu, uống nước, uống đồ, là em với má hai chịu luôn phần đó. Là mua nước cho người ta uống là tổng cộng là mua 4 đợt nước, là mua cho người ta uống là hai em với má hai không có tính vô đây, hai chị em chịu phần đó. Rồi đó là bây giờ là cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè Mạnh Thường Quân cũng như là các khách hàng của tụi em. Là ủng hộ ấy, tin tưởng. Trong đó, trong cái phần tiền này nè, là có cái số tiền của bà mẹ ở bên Mỹ á, là cho tụi em 500 ngàn tiền ăn bánh uống nước. Mẹ Tư đó. Là mẹ Tư cho là em với má hai chỉ ăn có 100 mấy thôi. Còn 300 ngàn là 300 mấy chục ngàn đó. Là em với hai, má hai bỏ vô đây luôn. Đó. Là tất cả số tiền mọi người cho cũng như là mọi người gửi, mọi người đã tin tưởng bên nhóm chị em bông sắc tụi em, thì tụi em cũng đã làm đúng theo cái nhiệm vụ mà của mọi người giao, cũng như là thay mặt mọi người để trao ra những phần cơm, những sức ăn cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là các anh chị em công nhân lao động. Đó là có một mùa Du Lan thật là vui vẻ. Vui vẻ. Đó, là trong đây là chưa tính tiền mà hai chị em mình thả cá phóng xanh á, bà bưng cái thao cá ta bà hớt xong đó. Hiểu không? Là chưa tính đáng nha. Đó là của không. Nói chung là tính cái tiền này thôi chứ tức còn rất nhiều khoản chi phí phát sinh khi trong việc mình đi từ thiện mà mình không tính đâu. Những cái chi phí phát sinh là tụi em không có tính vô đây. Tại vì nó không có đáng. Đó. Như là mọi người có của thì tụi em có cái công đó, mọi người giống như á là nó, mọi người nghe cái của với cái công nó bằng nhau, nó ngang nhau đó, được sự tín nhiệm của mọi người thì tụi em mới có một có cái công để góp vô. Là cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em cũng như là các khách hàng cũng như là các fan hâm mộ đã yêu mến tụi em gửi những cái số tiền này. Đó, có mấy anh chị ở bên nước ngoài gói về đó, để cho tụi em làm, thì tụi em cũng là cảm ơn rất là nhiều. Em cũng đại diện cho nhóm chị bông sắc cũng như là đại diện cho má hai đó, là cũng cảm ơn rất là nhiều. Và cũng cảm ơn luôn toàn thể anh chị em gia đình của má hai đã chung tay góp sức, giống như là điện nước đồ á, là nước rửa ráy đồ đó, là cũng là cảm ơn mọi người cái phần đó luôn. Cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay với tụi em trong cái mùa Du Lan này nha. Mà nếu như đủ duyên thì cũng như tâm nguyện của mình, nếu như đủ điều kiện hoặc là có những Mạnh Thường Quân thì mình có thể hàng tháng mình vẫn thể cho hàng hai ha. Đúng rồi. Một tháng làm lần ha. Thì nếu mà mấy anh chị Mạnh Thường Quân mà góp sức á, thì nói chung là như tụi em thì tụi em cũng vẫn làm được, chứ không phải là không làm được, nhưng mà cái khả năng của tụi em làm ra nó nhỏ, là quá nó chỉ nhỏ. Như là tụi em chỉ cho được là chút đỉnh nào đó, chung tay lại hết luôn nhóm mình á, là cho được chừng á 100 phần ăn nè. Mà hôm nay là mình phát 500-600 phần ăn á. Mới đầu là hai chị em mình tính là 500 phần. Lúc chị nói với em là cỡ 500 phần. Đi chợ là mua đồ 500 phần, nhưng phát sinh thêm là thành ra 600 phần. 600 mấy chục phần. Chưa tính mà lúc mà dọn dẹp á, là mấy chị vô hỏi con gì ăn không? Còn gom cho luôn, rồi mấy chị tới cho gạo nữa. Đó là phát sinh thêm ra những cái phần đó. Đó, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ha. Rồi bây giờ là hẹn mọi người vào một cái dịp khác. Nếu mà đủ duyên thì tụi em sẽ làm tiếp tục mỗi tháng. Nếu còn đủ duyên thì em sẽ gieo duyên cho mọi người nữa. Còn đó là mình làm tháng giêng, tháng 7 với tháng 10. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn, bye bye mọi người. Cảm ơn. Khoai xếp bằng lại. Dập đầu cuối đầu xuống luôn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Trời ơi, nước mặt nó lên má. Trời ơi, nước má.
xuống đi mình nướng dơ mới được rồi. Cắt cắt cái lời ra.